chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy trị Hải Thượng Lãng Ông sẽ thực hiện cấy trị, điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Thúy Kiều, mắc viêm đa khớp. Viêm khớp dạng thấp là bệnh lý khớp tự miễn mạn tính, với tổn thương cơ bản, bắt đầu ở màng hoạt dịch của khớp. Đây là bệnh thường gặp ở nữ giới, nhiều hơn nam giới, ở độ tuổi trung niên, và có biểu hiện lâm sàng, cận lâm sàng, rõ rệt. Các triệu chứng lâm sàng thường thấy ở bệnh viêm khớp dạng thấp bao gồm 1. Triệu chứng cơ năng, đau, sưng khớp, có tính chất đối xứng, lan tỏa, đặc biệt là ở các khớp nhỏ và nhỡ. Thường đau sưng khớp, liên tục cả ngày, tăng lên về đêm và gần sáng, nghỉ ngơi không đỡ đau. Tình trạng cứng khớp buổi sáng, thường kéo dài trên 1 giờ. Mệt mỏi, suy nhược, do viêm khớp kéo dài, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Bệnh nhân có thể không sốt hoặc sốt nhẹ trong đợt tiến triển bệnh. 2. Triệu chứng thực thể tại khớp. Sưng, đau, nóng tại các khớp, ít khi tấy đỏ. Sưng có thể là do sưng phần mềm hoặc do tràn dịch khớp. Thường viêm khớp nhỏ, có tính chất đối xứng, kéo dài vài tuần đến vài tháng. Các khớp viêm hay gặp như cổ tay, bàn ngón tay, ngón gần, khuỷu, vai, háng, gối, cổ chân, khớp nhỏ bàn chân. Nếu bệnh nhân có viêm cột sống cổ, thường là dấu hiệu tiên lượng nặng của bệnh. Có thể xuất hiện bán chật khớp đội trục, gây chèn ép tủy cổ. Nếu không được điều trị sớm, đầy đủ, người bệnh sẽ bị dính và biến dạng các khớp viêm do tổn thương phá hủy khớp, gân, dây chằng, từ đó gây bán chật khớp, tàn phế. Các kiểu biến dạng thường gặp gồm có bàn tay gió thổi, cổ tay hình lưng lạc đà, ngón tay người thợ thù khuyết, ngón tay hình cổ cò, hội chứng đường hầm cổ tay. Thưa quý vị, căn bệnh trên tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh, nhưng về lâu dài, tình trạng bệnh nặng hơn sẽ dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng cuộc sống. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp để điều trị các căn bệnh này. Trong đó, phương pháp cấy trị cắt khúc là một trong những phương pháp được đánh giá hàng đầu bởi tính an toàn, hiệu quả lâu dài mà nó mang lại. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy trị rất hiệu quả này. Viện Cấy trị Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.